bạn nhỏ thân yêu ơi, không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp nơi nơi. Không biết ông già Noel đã chuẩn bị quà cho chúng mình xong chưa nữa. Hôm nay chúng mình chuẩn bị trước một chiếc xe tuần lộc kéo để ông đi tặng quà nha. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh VBox Kids Coloring. Trong tiếng Anh, xe tuần lộc của Santa Claus gọi là Reindeer Sleigh. Chúng mình cùng nói to nào. Reindeer Sleigh. Sleigh chính là loại xe trượt trên tuyết đó các bạn ạ. Reindeer chính là con tuần lộc nha. Các bạn có thích được trượt đi trên những chiếc xe này không? Con hỏi sao? Tưởng tượng thôi đã quá là thích rồi. Đầu tiên chúng mình vẽ ông già Noel nhé. Ông có chòm râu dài trắng như tuyết. Đầu ông đội một cái mũ Noel. Ông đang điều khiển cỗ xe trượt tuyết. Chúng mình vẽ một chiếc xe viền cong cong thật là đẹp nào. Trên thân xe có các họa tiết nhìn như những con sóng lớn đang cuộn tung. Và bên dưới chính là ván trượt nhá. Các bạn đừng quên một thứ cực kỳ quan trọng với chúng mình, chính là túi đựng quà mà ông mang theo nhé. Túi quà này nhìn có vẻ nhỏ, nhưng là túi thần chứa được quà tặng cho tất cả trẻ em trên thế giới này đấy. Để điều khiển cỗ xe thì Santa Claus phải có dây cương nối với cổ của các bạn tuần lộc nhá. Và đây chính là các bạn tuần lộc kéo xe. Nhìn giống con hươu ghê. À đúng rồi đó, tuần lộc là động vật thuộc họ hươu nai đấy. Thảo nào mà giống thế. Tuy nhiên tuần lộc là loài duy nhất mà cả con đực và con cái đều có gạc. Mặc dù chỉ có một số con cái là có gạc thôi. Ồ thật là thú vị. Trên đầu bạn ấy chính là gạc. Không phải là sừng sao? Khác nhau đấy, gạc phân nhiều nhánh, còn sừng thì không nha. Và còn vài đặc điểm khác biệt nữa các bạn thử tìm hiểu xem. Vậy là xong bước vẽ cơ bản rồi đó các bạn ạ. Tiếp theo chúng mình cùng nhau tô màu nào. Trang phục chủ đạo của ông già Noel là màu đỏ, nên chúng mình dùng lọ màu này đầu tiên nhé. Màu đỏ trong tiếng Anh là red. Tô màu đỏ cho mũ của ông, trừ viền và chóp mũ. Màu đỏ cho cả áo và quần của ông nữa nhé các bạn, nhưng cũng chừa đai và gấu áo ra nha. Giờ là lúc dùng đến lọ màu xanh dương đậm. Xanh dương đậm là dark blue nhé các bạn. Chúng mình tô màu dark blue cho nền của chiếc xe trượt tuyết nhé. Với vành xe và ván trượt của xe, chúng mình tô màu cam nhé. Màu cam là orange. Các họa tiết như những con sóng ở khắp thân xe sẽ được tô màu vàng nhé. Màu vàng là yellow. Những họa tiết này có những đường cong sắc sảo. Nhưng cũng vì thế mà chúng mình cần tô thật nắn nót cẩn thận, không là len sang phần màu xanh dương đậm đấy. Chúng mình tô màu vàng cho đuôi của bạn tuần lộc, phần lông bụng và yếm dưới cổ của bạn đấy nhé. Cả một ít chỏm tóc trên trán bạn đấy nữa này. Với cặp gạc của bạn tuần lộc, chúng mình lấy lọ màu nâu đậm để tô nào. Màu nâu đậm là dark brown nha. Chúng mình tô màu nâu cho cả phần trong tai và bộ móng của bạn tuần lộc nữa. Lớp lông bao phủ toàn bộ thân mình của bạn tuần lộc, ngoại trừ những phần đã tô màu, sẽ có màu nâu nhé. Nếu nâu đậm là dark brown, thì màu nâu chỉ là brown thôi các bạn nhé. Màu nâu cũng dùng để tô cho túi quà của ông già tuyết luôn. Túi quà này có dây buộc miệng túi màu đỏ. Cứ nhắc đến túi quà là lại hồi hộp phải không chúng mình? Chúng mình tô màu đỏ luôn cho cặp dây cương và bộ đai gắn trên thân mình của bạn tuần lộc nhé. Với làn da của Santa Claus, chúng mình tô màu be nào. Màu be trong tiếng Anh là beige. Vậy là
chúng mình đã tô màu xong rồi. Chuyển sang bước cuối cùng, tuy là cuối cùng mà không kém phần quan trọng, chính là tô dạng đậm lại các đường nét của toàn bộ bức tranh. Bước này sẽ khiến bức tranh của chúng mình sắc sảo, rõ nét và đẹp hơn hẳn đấy. Tuy nghe có vẻ ngon ăn, nhưng không cẩn thận là thành hai đường nét, hai đường viền luôn đấy nha. Ta-da! Bức tranh của chúng mình đã được hoàn thiện rồi. Ông già Noel ơi, chúng cháu đã chuẩn bị cỗ xe vật lộc sẵn sàng chở ông đi rồi. Ông nhanh đến nhà và tặng quà cho chúng cháu đường nhé. Chúng cháu đã cố gắng ngoan ngoãn cả năm qua, chỉ một cơ số lần bướng bỉnh chút chút thôi ạ. Để không bỏ lỡ tập tô màu nào, chúng mình nhớ bấm like video, subscribe cho kênh Vbox Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập mới nha.